Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Văn Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì chúng ta đã biết cơn bão số 3 Yagi đã gây ra nhiều thiệt hại ở trên 26 tỉnh thành ở vùng Bắc Bộ. Và có thể nói là nhiều tổ chức đơn vị đã làm những cuộc từ thiện, những phát quà, phát tiền giúp đỡ cho những người bị bão lụt, vân vân. Và trong đó lần này thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một đơn vị chính đại diện cho chính quyền để mà nhận tiền Việt và tiền đô la, vân vân, thưa quý vị. Tiền của người trong nước và tiền của người ở nước ngoài, vân vân, không kể quốc tịch. Thì có thể nói rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm một việc rất tốt và coi như là công khai, minh bạch và sao kê đầy đủ tiền của các mạnh thường quân. Và hiện nay thì con số thu được là hơn 800 tỷ đồng tiền Việt, thưa quý vị. Con số này có thể lên cao một cách nhanh chóng sau khi mà Mặt trận Tổ quốc sao kê lần 2 với cái số trang tài liệu lên tới hơn 13.000 trang tài liệu dưới dạng format PDF, thưa quý vị. Thì sao kê là rất tốt, đặc biệt là liên quan tới vấn đề tiền bạc. Vì trước đây đã có những vụ lùm xùm văn nghệ sĩ này, văn nghệ sĩ nọ đứng ra làm từ thiện cho mùa lũ lụt. Rồi sau đó thì yểm đi, rồi bỏ túi, rồi không nhắc đến những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã gửi đến. Chẳng hạn như là vụ 14 tỏi của một nghệ sĩ hài, thưa quý vị. Rồi có những vụ liên quan tới nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ, khi mà người ta phát giác ra là không có sao kê, hoặc là những cái thành phần mà nổ láo, nổ bừa, vân vân. Kiểu như Trương Quốc Huy nổ láo là cho dự án cục Phước Lộc Thọ 2.500 đô chẳng hạn, như vậy chỉ là một cái dạng tung tin, cò mồi, vân vân. Rồi không thực hiện, rất là xấu hổ, thưa quý vị. Thì có nhiều người bây giờ cũng chơi những chiêu trò, chẳng hạn như chiêu trò tự đánh bóng tên tuổi cho ít nhưng xích ra nhiều, chẳng hạn như vậy. Cho có 100.000 đồng tiền Việt nhưng xích ra thành ra chỉnh sửa bằng Photoshop, biên nhận biên lai, thành ra giống như cho 100 triệu đồng tiền Việt, vân vân, thưa quý vị. Thì thông qua cái việc sao kê này, đã có nhiều người phải xóa bỏ những story, những câu chuyện của họ, những câu chuyện bịa đặt, láo khoét, và xóa ảnh của họ vì họ cố tình nhầm lẫn con số. Như đã nói là cho chỉ có 100.000 đồng tiền Việt, nhưng lại tự tung hô mình là đã cho 100 triệu đồng tiền Việt. Nhìn mặt thì thuộc loại đói ăn, đói khát, đói rách, nhưng làm ra vẻ như đại gia thứ thiệt, thưa quý vị. Thì đã có một số em đã phải biến mất vì bị bóc phốt, thưa quý vị. Coi như là từ thiện phong bạc, nổi dốc, kiểu nổ ầm ầm, thưa quý vị. Thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa mới sao kê, mới khởi động, nhưng các anh chị em nghẹo sĩ đã bỏ diễn rồi à, kịch hay mới bắt đầu mà, vân vân, thưa quý vị. Thì có những cái thành phần làm hư câu chuyện đi, thay vì giải cứu hay là cho từ thiện một cách đàng hoàng, tử tế, không cần phong bạc, không cần bốc phét. Nhưng mà từ bốc phét trở thành ra là bị bốc trần, thưa quý vị. Coi như phơi bụng ra,
Ví dụ như cho 500.000 đồng tiền Việt nhưng chỉnh sửa con số phong bạc lên thành 500 triệu đồng tiền Việt hay nửa tỷ đồng tiền Việt, vân vân, nghe rất là ghê gớm. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì biết rằng những em nhóc này không có tiền tỷ để mà ăn xài, mà nổ ra như là cho thiên hạ cả nửa tỷ đồng tiền Việt, vân vân, thưa quý vị. Và nhờ cái việc sao kê một cách công khai minh bạch như thế này thì nhiều người nghệ sĩ, người nổi tiếng đã tự động âm thầm khóa tài khoản mạng xã hội, âm thầm gỡ bài những bài viết mà tự đánh bóng tên tuổi của mình về vấn đề từ thiện xạo, từ thiện lão, vân vân, thưa quý vị. Giống như em Louis Phạm này, từ thiện phong bạc, khoe nửa tỷ đồng tiền Việt đã cho từ thiện. Đố ai mà tin, thưa quý vị, cái mặt móc rồi mà cho nửa tỷ đồng. Rồi bây giờ công nghệ là check VAR, thưa quý vị, giống như đá bóng, coi có ghi bàn hay không thì check VAR. Mà lạ lùng là sau khi check VAR thì chỉ còn 500.000. Thí dụ như là Phạm Như Phương, con xin được đóng góp và khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi. Và bên trái quý vị thấy cho có 500.000 đồng, nhưng đã xạo xạo sửa cái biên nhận thành ra chuyển thành công 500 triệu đồng tiền Việt. Bố lão bố đời, cái cô Lui Phạm cũng bày đặt nửa tay nửa ta, tên thật là Phạm Như Phương, để mà nổ in ỏi, thưa quý vị, coi như là thiên hạ ngu dốt nát hết. Thì hot girl thể dục dụng cụ Phạm Như Phương, hay còn gọi là Louis Phạm, thì cô đã bị mạng check và sống ảo, thưa quý vị. Sống ảo về vấn đề tiền từ thiện bão lũ, nhưng thực chất thì chỉ là màu Photoshop. Số tiền quyên góp đến 500 triệu đồng tiền Việt, thực tế thì kém xa, chỉ có 500.000, và người ta nói đó là phong bạc, làm quá về cái số tiền từ thiện khu mặt móc thể dục dụng cụ của Việt Nam. Louis Phạm, Phạm Như Phương trước đây cũng có những tin đồn ồn ào về nhân vật Louis Phạm, Phạm Như Phương này, và chúng tôi cũng đã nói thoáng qua trước đây. Thì làm chi cho khổ, thưa quý vị, cho bao nhiêu cũng tốt, cho gói mì hay cho vài chục ngàn đồng tiền Việt hay vài chục đô la cũng tốt, cần gì phải nổ thành ra nửa tỷ đồng tiền Việt hay là 500 triệu đồng tiền Việt để rồi người ta check qua lòi ra không có như lời tự tuyên bố, vân vân. Thì sau khi check qua, có những nữ diễn viên hay nữ nghệ sĩ không có tên trong danh sách từ thiện được công bố bởi Mặt trận Tổ quốc chẳng hạn, như vậy khiến cho cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao. Và như đã nói là việc cứu trợ này đang còn được tiếp diễn dài dài, thưa quý vị. Nhưng mà dường như các văn nghệ sĩ này bắt đầu không dám diễn lố, thưa quý vị, vì biết rằng sẽ có sao kê đầy đủ, minh bạch, cho nên là không dám nổ một cách bừa bãi như trước đây, như mấy ngày trước đây, xin thưa quý vị như vậy. Và bây giờ thì Mặt trận Tổ quốc đã công bố sao kê lần hai, hơn 13.000 trang, rõ ràng tên tuổi đầy đủ, số tiền đóng góp cũng đầy đủ, thưa quý vị. Cho nên bớt đi cái tình trạng lừa đảo, lừa con số phong bạc, nói vóng lên con số. Rồi tiếp theo thì cũng có những nơi lợi dụng tình hình mưa bão lũ để mà chặt chém, vân vân. Chẳng hạn như một dĩa cơm bình thường ở Quảng Ninh trước đây chỉ 30-40 ngàn thì bây giờ lên 70-80 ngàn, thưa quý vị, với lý do giá cả
tầng vòn vọt, vân vân. Như quý vị thấy là tiền đấu giá ủng hộ lũ lụt 10 triệu đồng nghe rôm rốp, nhưng thực tế chỉ chuyển có 100.000 đồng, nghe giống như là cái đám bồn xà bà xạo thưa quý vị. Thì sau khi kiểm tra danh sách ủng hộ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trời ơi, ai mà rảnh rang mà coi cả hàng đóng tài khoản như thế, thì chị Ngọc Bích bức xúc vì số tiền đấu giá đôi giày cho em lên tới 10 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào chỉ được chuyển có 100.000 đồng. Giống như quý vị thấy trên màn hình, bác này ủng hộ 2 triệu đồng tiền Việt, bác kia ủng hộ 500.000 đồng tiền Việt, bác nọ thì tiền đấu giá được 6 triệu đồng, cộng qua cộng lại tổng cộng là 8 triệu rưỡi đồng tiền Việt. Rồi em gửi thêm 1 triệu 500 ngàn đồng cho tròn tiền, là tổng cộng là 10 triệu. Em đã gửi toàn bộ số tiền này vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban cứu trợ vân vân. Một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể KU đã chung tay góp sức cùng em làm những điều cho bé nhưng vô cùng ý nghĩa. Em mong mỏi mọi người sẽ đồng lòng vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Em xin cảm ơn. Rồi làm giả cái con số, quý vị thấy là chuyển tiền thành công 10 triệu đồng tiền Việt, quá láo quá dã man luôn. Trên thực tế chỉ chuyển có 100.000 thưa quý vị. Nói chung là lừa đảo ăn hết 99%, chỉ nhả lại có 1% là 100.000 so với số tiền 10 triệu đồng tiền Việt. Đúng là đủ thứ chiêu trò lừa đảo cái mùa lũ lụt này. Trước đây thì cũng đã lừa trong cái mùa Covid-19, rồi bây giờ thì lừa trong cái lũ lụt Jagi, rồi có những cảnh chụp hình rất thương tâm, chồng mua cái thau về cho vợ và con ngồi lên rồi đẩy đi vòng vòng, rồi chụp hình một cách khổ sở, đóng vai là nhà nghèo khổ sở, nhưng mà thật chất thì nước chỉ ngập tới đầu gối và thôi thưa quý vị, và cũng chẳng có gì nguy hiểm, mà là do dàn cảnh để lấy đi cái lòng thương của bá tánh vân vân. Còn thậm chí có người còn ngồi thập xuống để cảm giác là nước sắp xỉ tới tận cổ để gây ra cảnh thương tâm, moi móc tiền của mạnh thường quân vân vân, cũng đáng bị lên án thưa quý vị. Rồi những chiêu trò lừa đảo qua không gian mạng, mua cái này mua cái kia, cuối cùng là bị lừa mua đồ dởm đồ giả vân vân, đủ kiểu. Xin thưa vậy là như vậy, thời nay không biết thật giả như thế nào, mua có khi tưởng là đông trùng hạ thảo nhưng đồ giả, đồ coi như là không có bổ béo gì hay là xăm, nhưng thực tế là rễ tre chẳng hạn. Như vậy đủ kiểu chiêu trò lừa hết ngày này tháng nọ vân 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 và vân vân thưa quý vị. Thì những hành động đó rất đáng lên án, làm hư đi cái công việc cứu trợ bão lụt của những người mạnh thường quân bình thường, những người dân bình thường thưa quý vị, làm ảnh hưởng tới phong trào cứu trợ chung, rất đáng bị lên án những chiêu trò như thế. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.